Hello, xin chào mừng anh chị em quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, và em là Đức Hưng. Địa chỉ bên Hưng là 389 quốc lộ 13, huyện Bình Phước, thành phố Thủ Đức nha. Siêu thị ô tô Hà Nội 389. Bên Hưng là trung tâm chuyên mua và bán các dòng xe Đức xe đã qua sử dụng và có cam kết về chất lượng xe. Như cam kết xe không cứng đụng, không ngập nước, máy số nguyên zin, pháp lý xe tên rõ ràng và không bị phạt nguội nha. Anh chị em mua xe bên Hưng có thể là mang đi chích test bất kỳ ở gara hoặc là ở hãng nào nha, thoải mái không vấn đề gì cả. Và sau đó bên Hưng vẫn cam kết hợp đồng mua bán cho anh chị em yên tâm luôn. Thì bên em Hưng thì mua bán xe cũng hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em nào có nhu cầu cần hỗ trợ về tài chính thì liên hệ em Hưng nha, Hưng sẽ tư vấn cho anh chị em. Thì tùy nhu cầu khách hàng, Hưng sẽ có những cái gói vay ưu đãi giới thiệu với anh chị. Bên cạnh đó thì em bên Hưng cũng đang cần thu mua rất là nhiều cái dòng xe. Anh chị nào có nhu cầu cần đổi xe, bán xe liên hệ cho em Hưng nha. Và trong clip này hôm nay em Hưng xin giới thiệu với anh chị một mẫu xe SUV khá là gọn anh chị ha, đến từ thương hiệu Nhật Bản nha. Trước mắt anh chị em đây là mẫu xe Mitsubishi Outlander đời 2022 phiên bản là 2.0 CVT anh chị ha. Thì mẫu này nó có hai phiên bản là bản CVT và bản Premium là bản cao cấp. Thì cũng là bản CVT. Giá cũng nó là khá là tiệm cận nha, mặc dù là bản tiêu chuẩn nhưng mà mẫu xe này option trang bị cũng rất là đầy đủ. Đấy, đây một chiếc xe đây chiếc xe này quanh trai đến từ Tây Ninh nha. Anh đến đổi bên hơn một chiếc Kia Sedona thì anh trai rất là quyết đoán anh chị. Thành ra là mình cũng mong muốn chiếc xe này sẽ gặp được một chỗ yêu quý đó nha. Anh đi từ Tây Ninh xuống đây là mang theo hành lý đồ giấy tờ đủ hết luôn anh chị. Đấy, để nếu mà lừa chiếc xe nào anh nghĩ là ký giấy đổi luôn đấy, rất là tuyệt vời nha, rất là nhanh gọn lẹ luôn mọi người. Nhiều khi là mình mua bán là cái duyên hay gặp được anh, nếu mà gặp chắc hay nếu gặp bạn khác thì bạn khác cũng là liên kết được nha, cũng hay kết nối với anh luôn. Đấy, may mắn là em được làm việc với anh ha, cảm giác rất là thoải mái và sướng anh chị, mua bán tốc độ ha. Đấy, và thành ra là mình cũng mong muốn chiếc xe này sẽ được chiếc xe của anh cũng sẽ đến được tay khách hàng đúng đúng như ý nha. Chiếc xe của anh thì đi rất là kỹ anh chị, chạy mới có 25.000 km thôi và mở ra nội thất nó còn thơm mùi nhựa mới luôn nha. Đấy, Hưng đi một vòng cho anh chị em xem cùng về chiếc xe ha. Nước sơn thấy nó sôi ha, cái ảnh ảnh rọi chiếu rất là nét nè. Đấy, ok rồi. Xe thì em Hưng thì chắc chắn là sẽ cam kết cho anh chị về chất lượng xe rồi. Xe rất là đẹp nha anh chị, phải đến xem thực tế, chạm tay vào ha, mở ra trải nghiệm thấy được. Chúng ta thấy ba đầu tóc rất là liền lạc nha mọi người. Cũng như là la răng nè anh chị, bốn cái đều rất là mới nha, mặt vỏ nè mới tinh nè anh chị, và nó vẫn còn những cái dấu của cái đường kẻ vỏ xe này, đấy vẫn còn luôn nha. Đấy rồi, phía đây chúng ta sẽ được trang bị là một bộ đèn chiếu sáng là đèn led bi anh chị, và bi này thì bóng là bóng halogen nha, và có tích hợp đèn led ngày định vị ở đây nha. Mặt nha lăng mạ chrome. Và đặc biệt ở đây là đời bản CVT đời 2022 này là có trang bị luôn cả là camera 360 độ nha anh chị, rất là tuyệt vời. Đấy, nước sơn lên rất là đẹp nha, rất là mướt anh chị. Đấy, vỏ đang sử dụng là vỏ Toyo ha, sử dụng vỏ Toyo lắm, chống độ của Bata anh chị ha. Đấy, em Hưng quay gầm bệ cho anh chị em cùng xem nha. Đây, gầm bệ cực kỳ đẹp luôn, gầm cao ráo thoải mái nha, mới tinh, không khác gì xe của hãng luôn mọi người. Đây, ok, vừa mới có khách vào xem xe anh chị em, thôi mọi người ngưng lại tiếp khách nha. Đây chúng ta sẽ thấy này, form mới này nó sẽ có là viền inox chạy với chân cửa kính ha, hai chân cửa nè, và chân kính cũng có ốp inox hết anh chị ha. Chủ xe cũng đã lên về cho em mua nè, có ốp chrome rất là đẹp, tay nắm mạ chrome này, kết hợp tay nắm thông minh nha. Đấy, phần quay cho anh chị em xem về cửa cánh đồ ha chị ha. Đấy, chủ xe mà cái nước sơn nó đẹp ghê không. Đấy, nói chung là thật sự là chị em là xem sơ bộ thôi, xem sơ bộ thôi, chứ còn mà để nói xem xe thì bây giờ là cực kỳ khó anh chị. Xe cái mang ra hãng chết chết thoải mái ha, hoặc là mang ra gara gì đó. Nói chung là bên em Hưng thì đây cũng mua bán thì mình cũng người thật việc thật thôi, và em Hưng dán tem bảo hành đầy đủ hết á. Đấy, để thứ nhất là quyền lợi của anh chị cũng như là cái uy tín của siêu thị ha,
đấy, những cái ốc cửa này bên sẽ dán tem lại hết này đấy, chứ không phải là mình bán mình nói miệng không nha chị ha. Đấy, rồi cam kết cho hợp đồng mua bán đồ này nọ cho anh chị em luôn đấy. Đây thì mình có quay sơ bộ cho anh chị em xem mường tượng được là cái độ mới của nó cũng như là cái chất lượng bên mình ha. Đấy, ok. Còn để thợ thay mà bây giờ là còn bị gạt nữa là anh chị biết rồi, nó phải là nó đơn giản là xem trên mạng là anh chị có thể là xem như thợ rồi đó. Đấy, nhưng mà khó anh chị. Bây giờ thời buổi này cái gì nó cũng không có tin tưởng được hết. Đấy, em đây còn chưa tin tưởng em nữa mà. Ok, phía sau đây chúng ta sẽ có một bộ đèn hậu, đèn led ha, kết hợp với đèn halogen báo phanh báo rẽ nè. Có 4 chạm biến lùi nha. Này thiết kế cái lipo rất là đẹp. Mỏ sơ cua là còn mới tinh nha anh chị. Khi qua sử dụng này, gầm bệ mới như thế này nè. Ông mô sáng trưng luôn. Đây, xe thì mua của Mitsubishi ở Tây Ninh ha, Outlander. Sau xe có tích hợp có trang bị là camera lùi ha. Đấy, cốp thì chưa phải là cấp điện đi ha, bản CVT này chưa có cấp điện, thì anh chị em mà muốn nâng cấp cấp điện thì 9 triệu là có nha, 90 triệu là có, giờ rẻ lắm anh chị. Đấy, quan trọng là chất xe thôi, xe cũ anh chị, quan trọng là chất xe nó phải đẹp ha, không cứng đụng, không ngập nước này nọ. Ok, và chúng ta đây ốc cốp ha, zin nha anh chị. Và khi em Hưng giao xe, anh chị sẽ dán tem bảo hành ở những vị trí đó nha. Bạn quay chi tiết cho anh chị em xem. Ok. Đấy. Thì khi là quay một cái clip xe nó dài quá, biết anh chị có thích xem không? Với lại em Hưng thì cũng là hơi không biết nói chuyện anh chị, không biết chỉ nói về nghiệp vụ rồi nọ thôi, chứ còn mà kiểu như là để kết nối khách hàng qua video clip thì mình lại không có kinh nghiệm ha. Đây. Cái bản thì trước giờ em Hưng làm cũng xem cũng lâu năm rồi, khách hàng lại yêu quý xem cái độ thật thà của mình thôi. Đấy, đồ ngay con đội đầy đủ hết nha. Khi anh chị mua xe nhớ kiểm tra đồ ngay con đội, bỏ sơ cua. Hàng ghế giữa và hàng ghế cuối này chị em có thể gặp thẳng lại nha, để có thể là tạo thành một cái giường hoặc là một cái mặt phẳng để anh chị chở đồ ha, để chở đồ hoặc là tạo cái giường ngủ nghỉ ngơi. Ok, này rất là mới luôn anh chị. Đấy, ha, dài này nó rất là da pha nỉ nha mọi người, da pha nỉ rất là mới nè chị, những cái ghế thôi, đấy tuyệt vời luôn, chừng là nỉ chừng zin luôn, cái lót sàn zin luôn nha, lót sàn là sàn nỉ zin theo xe luôn nè, đấy có cửa gió sâu ha, chừng nỉ sạch sẽ, xe này mở ra là anh chị em sẽ nghe được là mùi nhựa mới luôn anh chị, mùi nhựa mới, mùi da luôn nha, cái nắm phụ rất hợp, cái nắm thông minh nè. Đấy, phiên bản này thì ghế phụ cũng trang bị là ghế chính điện ha. Đây, ghế chính điện luôn, có túi khí trên ghế nè anh chị. Đấy, rất là mới nha anh chị em, lấy chiếc này không khác gì lấy xe mới cả nha, mà chúng ta tiết kiệm đâu đó là khoảng 200 triệu so với lại xe mới nè. Gương khí hậu chỉnh cặp điện ha, đây có tích hợp là camera nè gì. Rồi chúng ta xung xe qua nổ máy nha. Xe này đăng kiểm đến tháng 12/2024 nha. Ok, chế tài trang bị là chị xem cái chỗ rẽ tay nè, nó mới nè, 4 cửa kính đường hạng auto ha, gập gương chỉnh gương. Rồi nó sẽ vào nổ máy nha chị. Odo của xe chúng ta là 25.344 km. Chìa khóa xe đâu? Chìa khóa xe đây anh chị ạ. Thôi nổ máy nha. Quá êm luôn mọi người. Và đặc biệt á, cái dòng xe Nhật á, một cái phải công nhận nha anh chị, là nó rất là mát nha. Máy lạnh nó rất là tốt anh chị, rất là tốt nha. 25.344 km. Chúng ta có vô lăng trợ lực điện nè. Cần dời cái ghế ra tí. Ok,
Đây đèn là đèn cam nha mọi người, đèn cam nha. Là con cái vô lăng trợ lực điện nè, bọc da ha, bọc da gì này, phải da nha chứ không phải là nhựa nha. Cầm rất là êm, đấy, vô lăng như mới luôn, những nút bấm là gì, độ sừng sùi, độ nhám nè. Roll control ga tự động nha. Thằng này nó có đèn tự động, có gạt mưa tự động nữa nha. Lẫy số thể thao nè, đấy. Kiếp nạn thứ 99 anh chị đang quay clip thì bị hết mấy khách pin anh chị, thành ra là em phải quay lại ha. Thì sẽ quay lại cái khúc này đây. Chúng ta sẽ có gương chiếu hậu là chống chói điện nè, có một cái màn hình tích hợp camera 360 zin bản đầu xe luôn. Form này là đời này là chỗ hãng cũng nâng cấp cho chúng ta rồi đấy. Cái này thì nó sẽ xi nhan theo, nó sẽ bật camera theo xi nhan luôn nha mọi người ha. Đấy. Rồi. Ok. Cái màn hình này cũng có kết nối Bluetooth nè. Hoặc là cũng có như hỗ trợ Apple CarPlay hay sao đó, em Hưng cũng chưa có thử nữa. Rồi anh chị em về thấy dọc ha. Chúng ta thấy cái dàn vàng thiết kế cái dàn nhựa ha, dàn nhựa mà để ốp cái màn hình này rất là đẹp vậy ha. Đấy. Nó có tiêm tuyến nhũ rất là đẹp nha. Chúng ta sẽ có bộ điều hòa chỉnh, điều hòa hai vùng độc lập nè. Rất là mát anh chị, 23 độ mà mát lắm nha. Phía dưới này sẽ có cổng USB. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có một cái cần số bọc da vậy ha, như mới luôn. Và yên ngựa nè anh chị, yên ngựa cực kỳ đẹp nha, không chạy suốt gì hết nha mọi người. Có số D, số R là số da, số D số chạy, số L số đeo dốc nha. Chúng ta sẽ có phanh tay điện tử đây mà, có chế độ auto hold. Bệ thì tay ha. Ok. Rồi về túi khí an toàn thì xe có trang bị là 6 túi khí nha. Phanh ABS rồi nọ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ngoài tham quan khoang máy nha. Ok, và đây là khoang máy của chúng ta nha anh chị em. Đây để chống nóng chống ồn là còn mới tinh luôn nha em ơn. Thì cam kết cho anh chị em là không cứng đụng, không ngập nước, máy số nguyên zin, bao chế test thoải mái nha, không vấn đề gì cả luôn mọi người. Đấy, gì xem ha, rất là chuẩn chỉ, rất là đều nha. Đấy rồi, thì những chi tiết này em Hưng sẽ dán tem bảo hành của công ty ha, và dán tem cam kết công ty, những cái chân máy nè, mặt máy nè, đấy sẽ dán tem hết cho anh chị em nha. Rồi xương trước nè, bốn cửa cốp cabo là sẽ dán tem bảo hành cho mình. Thì xe này thì bên Hưng bán ra xe bảo hành động cơ hộp số cho anh chị là 6 tháng 10.000 km và cũng như là tặng cho anh chị em là thay nhớt trước khi giao xe nha. Ok. Ok, và hiện tại thì bên em Hưng đang chào bán mẫu xe Mitsubishi Outlander này với giá bán là 715 triệu nha anh chị. Anh chị tiết kiệm nó được khoảng là gần 200 so với lại độc hộp xe mới. Cũng như là bên Hưng có hỗ trợ trả góp ngân hàng thì anh chị em sẽ đưa trước đâu đó tầm khoảng là 300 350 là có thể nhận được xe nha. Rồi anh chị em nào có nhu cầu cần tư vấn về xe, về ngân hàng, cứ liên hệ mong số like bên dưới, mong sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em nha. Cảm ơn và gặp lại anh chị em ở những video khác.